Sáng nay, Đoàn Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn về việc kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chỉ thị 41 ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 119 năm 2020 QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Quá trình triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức quán triệt nghị quyết một cách sâu rộng. Địa phương đã thực hiện có hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị, giữ vững vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình, nhất là việc phân bổ ngân sách thấp, không đảm bảo hoạt động bình thường từ cấp quận đến phường, và kiến nghị một số nội dung đề nghị thành phố xem xét tháo gỡ để hoạt động của mô hình ngày càng hiệu quả hơn. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Quận ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với chính quyền đô thị, đạt được những kết quả khả quan trên nhiều mặt, đồng thời tiếp nhận tất cả những khó khăn vướng mắc và đề xuất của quận Ngũ Hành Sơn trong quá trình thí điểm thực hiện chính quyền đô thị như tài chính, ngân sách, về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức để trình Ban Cán sự Đảng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quận và các phường trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với chính quyền đô thị.